Sáng nay, ngay sau lễ đón chính thức tại Phủ Thủ tướng tại thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Phan Đon. Tại hội đàm, hai thủ tướng nhất trí đẩy mạnh hợp tác xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, tin cậy chính trị không ngừng gia tăng. Hai bên trao đổi nhiều đoàn trên tất cả các kênh, tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tổ chức thành công hàng trăm hoạt động ý nghĩa trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam năm 2022 ở cả hai nước. Đặc biệt, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng được tăng cường thúc đẩy. Thương mại là điểm sáng trong năm qua, với tổng kim ngạch song phương cả năm 2022 đạt gần 1,7 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 21% so với năm 2021. Hai thủ tướng tái khẳng định chính sách nhất quán của hai đảng, hai nước luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam, Lào. Hai bên nhất trí tiếp tục không ngừng củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác an ninh quốc phòng, nâng tầm hợp tác kinh tế, hỗ trợ nhau phục hồi sau đại dịch, xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả, tăng cường kết nối hiệu quả giữa hai nền kinh tế, duy trì tăng trưởng thương mại ổn định từ 10 đến 15% mỗi năm trở lên, không ngừng mở rộng hợp tác đầu tư, tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục đào tạo, tư pháp, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh giáp biên. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng. Ngay sau hội đàm chính thức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào chứng kiến lễ ký kết 10 văn kiện hợp tác giữa hai nước, các bộ ngành địa phương hai nước thuộc các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, tương trợ tư pháp, chuyển đổi số, đổi mới tài chính và hệ thống thanh toán, phát triển giao thông đường thủy.